Tại vì mọi người đều đang xếp hàng. Bạch sư cho con hỏi, con tình cờ được biết một cô trên mạng bán đồ phong thủy, vòng tay tượng tỳ hưu bán trầm mà cô nói đem cúng chùa đền chứ cô không bán. Ngoài ra cô còn có khả năng giải hạn, giải vía cho vía, làm ăn tài lộc trợ duyên, học hành cải thiện vân vân. Giá vía cho vía cô làm hàng tháng từ 200 ngàn một lượt, cô tiết lộ chứ con không có hỏi Happy Em riêng. Ngoài ra cô còn đi hầu đồng vì đây là kiểu tín ngưỡng ngoài Bắc nên con không rõ. Con biết đây là lừa đảo vì cô tự tin giải hạn giải nghiệp cho người khác mà đó là đi ngược lại với nhân quả, thì người như cô sẽ chịu quả gì với những nhân đã gây ra. Nếu như một người có tà kiến thì những việc mà họ làm sẽ có tà kiến đi kèm. Mà những việc gì đi kèm với tà kiến thì những việc đó sẽ đưa họ xuống địa ngục. Còn cái kiểu địa ngục gì thì nó muôn màu muôn vẻ, địa ngục có nhiều kiểu lắm. Thì mình cũng không cần phải để ý kỹ làm chi, mình chỉ cần biết là bất kỳ hành động nào đi kèm với tà kiến thì hành động đó đều sẽ dẫn chúng sanh ấy đi địa ngục ha. Đã, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.